trọng trong những ngày cuối tháng 12 âm lịch, đặc biệt là từ thời điểm sau rằm tháng Chạp đến mùng 1 Tết âm lịch, vì các bạn là những con giáp kém may mắn nhất trong thời gian này. Hung tinh xuất hiện trong dịp cuối năm khiến đại đa số các bạn thuộc nhóm tuổi trên đây sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và stress, dẫn đến tình trạng đau đầu, căng thẳng, thần kinh. Vì thế trong thời gian này, dù xảy ra chuyện gì, bạn cũng cần ổn định tinh thần, bình tĩnh để xử lý. Các bạn sẽ rất dễ rỗng ví, tiền bạc không biết đi đâu mà hết, công việc thì cũng không được thuận lợi suôn sẻ. Các bạn sẽ dễ bị mâu thuẫn với cấp trên. Trong những ngày cuối tháng này, hãy tránh bật sếp nhé, bởi nếu không sẽ rất mất việc như chơi. Đó là những con giáp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Mùi. Đây sẽ là một tuần không mấy may mắn với người tuổi Mùi khi đường tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng do tác động từ hung tinh đại hao, làm ăn thua lỗ, đầu tư sai lầm hay là ngay cả vấn đề chi tiêu thiếu hợp lý đều trở thành nguyên nhân khiến tiền bạc theo gió mà đi. Tuổi Mùi cần sớm nhận ra vấn đề để có sự điều chỉnh kịp thời. Với người theo nghiệp kinh doanh, con giáp này cần phải lưu ý hơn đến những hạng mục buôn bán luôn tiềm ẩn nguy cơ. Những vấn đề rủi ro trong môi trường làm ăn thường sẽ xuất hiện vào cuối năm khi kiếp tài gia tăng hung vận, gây ra những trục trặc và khiến bản mệnh không có được sự tỉnh táo và sáng suốt. Thời gian này, đường công danh sự nghiệp của bạn cũng thăng trầm bất định. Khi vừa vượt qua được khó khăn thì lại gặp phải trở ngại khác, thậm chí còn lớn hơn. Song nếu nhìn theo hướng tích cực thì đó cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình. Thời điểm này nếu may mắn có người ở bên hướng dẫn thì bạn sẽ đi được đúng đường, đúng hướng. Tuổi Mùi cũng cảnh báo về những nguy cơ rạn nứt tình cảm trong mối quan hệ lứa đôi của mình. Bản mệnh và người ấy thiếu sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau nên dễ nảy sinh hiểu lầm, hoài nghi. Tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình yêu cũng như lòng tin của hai bạn dành cho đối phương. Hung tinh tiểu hao khiến người tuổi Thân phải đối mặt với một số rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc. Ngay từ đầu tuần xui xẻo đã ập đến, bản mệnh có tài nhưng vẫn chưa gặp được thời cơ nên việc đầu tư chưa thật sự hiệu quả. Nhiều lĩnh vực đổ khoản vốn không nhỏ nhưng vẫn chưa có tiến triển nào gọi là khả quan. Có lẽ bạn nên đánh giá lại tình hình thay vì cứ mù quáng đâm đầu vào. Một số người còn có thể mất tiền vì chính sự cả tin của bản thân. Bạn mù quáng nghe theo lời người khác mà không tìm hiểu rõ ràng thông tin. Đến khi hiểu ra thì mọi chuyện đã vỡ lở, tiền bạc mất đi rất khó lấy lại. Bài học đắt giá cho bản mệnh là cần phải thận trọng hơn trong tương lai. Cũng trong thời gian này, bạn được khuyên nên kiềm chế tối đa sự nóng nảy và gay gắt của mình khi giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè. Điều này sẽ giúp bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp và đạt được nhiều thành công hơn trong công việc thay vì tự tay phá hỏng mọi thứ. Mọi người cũng luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ bạn khi cần. Chuyện tình cảm không được suôn sẻ như mong đợi, bạn cần lưu tâm đến đối phương nhiều hơn. Dường như cả hai đang quá bận rộn với công việc và sở thích riêng, dần ra mối quan hệ có những khoảng cách vô hình, đôi bên không còn mặn nồng trong chuyện yêu đương. 3. Là tuổi Dậu. Vận trình nhiều biến động do sự xuất hiện của sao ngũ quỷ nhắc nhở người tuổi Dậu cần cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Sự chủ quan và tùy tiện có thể khiến bạn vướng phải thị phi, điều tiếng không đáng có, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín trong công việc. Tiểu nhân luôn rình rập nên bạn cần tỉnh táo để đối phó với những tình huống bất ngờ. Hơn nữa, điềm báo tử vi còn cho thấy bản mệnh phải rất vất vả do khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết cổ truyền trước mắt khá nhiều, áp lực cạnh tranh lớn cộng thêm việc cũ còn tồn đọng. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ gặp hậu quả khôn lường. Bạn có thể làm việc độc lập rất tốt nhưng sẽ tiến nhanh hơn nếu biết tận dụng sức mạnh và làm việc nhóm. Phương diện tài lộc của tuổi Dậu trong tuần đầu tiên của năm 2023 không lý tưởng, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt. Nhìn chung bạn sẽ phải nỗ lực và cạnh tranh rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Việc chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. Tính cách bảo thủ trong tình yêu khiến bạn và người ấy xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Ai cũng cho mình là đúng và không chịu nhường nhịn nhau, chỉ khiến mối quan hệ ngày càng trở nên mệt mỏi và nhạt nhòa. Đừng đổ lỗi hết cho người ấy, hãy xem lại bản thân và có sự điều chỉnh cùng với nhau. 4. Là tuổi Sửu. Từ sau rằm tháng Chạp đến mùng 1 Tết âm lịch, tuổi Sửu có nguy cơ đối mặt với rắc rối trong tuần bị hung tinh Thái Tuế chiếu mệnh. Công việc gặp một số trục trặc khiến bản mệnh bế tắc vì loay hoay mãi vẫn không tìm được lối thoát. Trong đầu, bạn luôn canh cánh nhiều nỗi lo hình thành áp lực nặng nề đè lên vai nên đầu óc càng thêm mụ mị, khó tập trung để tìm ra phương án. Sau 23 tháng Chạp là lúc vận khí sa sút nặng nề nhất, hung tinh thiên quan mang tới điểm báo có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại khiến con giáp này không khỏi lo lắng và bất an.
Dù đã rất cẩn thận nhưng bạn vẫn khó tránh khỏi những chiêu trò tiểu nhân cố tình giăng ra, cạm bẫy vẫn đang săn khắp mọi nơi nên tiến độ công việc bị sụt giảm rõ rệt. Rất may là con giáp này vẫn nhận được điềm báo tốt lành về tài vận. Càng về cuối năm thì người làm trong lĩnh vực kinh doanh càng có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, hàng hóa buôn may bán đắt, buôn bán thuận buồm xuôi gió. Bạn nên có sự cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh. Cũng trong thời gian này, chuyện tình cảm của tuổi Sửu không được thuận lợi cho lắm. Các cặp đôi yêu nhau lâu ngày đang dần mất đi cảm xúc ngọt ngào trước đó. Mọi thứ trở nên nhàm chán, tình cảm phai nhạt, thiếu sự tươi mới và cuốn hút. Một phần cũng là do áp lực bộn bề trong cuộc sống đã bào mòn tình cảm của hai bạn. Năm là tuổi Mão. Người tuổi Mão đụng độ hung tinh Thiên Cẩu trong từ sau rằm tháng Chạp đến cuối 2022 nên sự nghiệp trong thời gian này khá gập ghềnh, thăng trầm khó đoán định. Xung quanh bạn vẫn có những kẻ tiểu nhân đang rình mò, chỉ nhăm nhe tìm cơ hội để phá hoại mọi thành quả mà bản mệnh đã gây dựng bấy lâu nay. Rất có thể thời gian này bạn sẽ phải nếm mùi cay đắng. Cũng bởi những rắc rối ập tới nên con giáp này có thể không hoàn thành được công việc như mình mong muốn, tiến độ trì trệ, những hạng mục đặt nhiều kỳ vọng nhưng khó thu về thành quả như mong muốn, khiến tâm trạng của bản mệnh sa sút khá rõ. Chẳng ai có thể giúp bạn ngoài chính bản mệnh nếu không sớm vực dậy từ những thất bại đó. Tài lộc vẫn có khoản kiếm về nhưng chi tiêu ra cũng không ít, tài khí khó tụ. Con giáp này có lúc thì kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không tích tụ được. Tiền vừa vào nhà hôm trước thì hôm sau đã ra đi, nhất là người kinh doanh, buôn bán. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hiệu quả thì bạn rất dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Hung vận khiến chuyện tình cảm không được tốt cho lắm, giữa tuổi Mão và nửa kia vẫn tồn tại rất nhiều khoảng cách, chưa thể vượt qua được. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn suy nghĩ rất nhiều. Nếu vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy để cả hai có thêm thời gian để cùng bình tâm suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi thứ. 6 là tuổi Tỵ. Từ sau rằm tháng Chạp đến cuối 2022, dự báo không mấy dễ dàng với người tuổi Tỵ khi có nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón bạn phía trước. Chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, con giáp này được khuyên nên giữ khoảng cách nhất định, tránh hiểu lầm không đáng có trong những mối quan hệ xã giao. Điềm báo là có tiểu nhân hãm hại, kẻ khác nói xấu sau lưng bản mệnh. Chỉ đợi từ sau 2-3 tháng Chạp trở đi thì vận trình mới dần có khởi sắc hơn. Con giáp này sẽ sớm nhìn ra những thiếu sót của mình, phát huy tối đa khả năng của bản thân, đồng thời tìm được hướng giải quyết hiệu quả nhất từ những chiêu trò của tiểu nhân. Đây sẽ là một bước ngoặt đáng kể đối với bạn. Những ngày đầu tuần tài lộc không được tốt cho lắm, không có tài tinh chiếu mệnh mà hung vận quá lớn khiến tiền bạc của tuổi Tỵ thất thoát khoản không nhỏ. Có những chuyện dù không muốn tiêu tiền nhưng vẫn phải chi, cuối năm cát khí tăng dần lên nên hãy tranh thủ kiếm lại những gì đã mất nhé. Chuyện tình cảm khởi sắc, nhất là với những người đang trong mối quan hệ tìm hiểu, bạn nên thể hiện sự nghiêm túc để đối phương cảm nhận bạn hoàn toàn chân thành với mối quan hệ này, chứ không chỉ là cảm xúc nhất thời. Các cặp đôi có thể dần cần thêm thời gian để hòa giải mâu thuẫn trước đó, nhưng tình hình rất khả quan. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ về tử vi 12 con giáp từ sau rằm tháng Chạp đến mùng 1 Tết Dương lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!